Xin chào bạn đã quay trở lại với kênh bán hàng trực tuyến sanhangrẻ.net. Hôm nay shop sanhangrẻ xin giới thiệu với khách hàng mã nồi cơm 1 lít 8 của Ganlux. Mã sản phẩm là GR05 nha, dung tích 1 lít 8. Công nghệ nấu 3D này. Cái này chúng ta có thể tháo ra để vệ sinh dễ dàng nha. Đó. Sản phẩm dung tích 1 lít 8 dùng cho gia đình từ 4 đến 6 người nhé. Có một thủy hấp này. Một nồi củ men trồng dính rất là xịn này. Đáy của nó bị được dập thêm một lớp giúp cho cái việc tiếp xúc với mâm nhiệt của chúng ta được tối đa nên cơm nấu sẽ dẻo và ngon hơn nha. Đó, hàng chuẩn chính hãng, hàng có sẵn tại web sanhangre.net. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.